Tính năng Retrieve Editing cho phép chống sao chép, chỉnh sửa văn bản trong Word. Để chống copy tài liệu, chúng ta vào thẻ Review. Trong nhóm Protect, click vào nút Retrieve Editing. Lúc này sẽ xuất hiện một khung phía bên phải của cửa sổ Word. Chúng ta tích chọn vào ô Allow only this type of editing in the document. Sau đó, click vào mũi tên. Có một số các tùy chọn như Check Change, chỉ cho phép lưu lết các thao tác chỉnh sửa. Comment, cho phép thêm các comment vào tài liệu. Filling in forms, cho phép điền thông tin vào form. No Change, Read Only, chỉ cho phép mở file này ở chế độ chỉ đọc. Để chống copy, chúng ta sẽ chọn Filling in forms, vì nếu chọn các mục khác thì chỉ chống được chỉnh sửa nội dung, chứ không chống được copy. Sau khi chọn Filling in forms, chúng ta click vào nút Yes, Start Enforcing Protection. Hộp thoại Start Enforcing Protection xuất hiện. Chúng ta có thể nhập mật khẩu tại Enter New Password. Sau đó chúng ta nhập lại mật khẩu này tại ô Re-enter Password to Confirm. Tiếp tục click vào nút OK. Như vậy, chúng ta đã thiết lập bảo vệ chống copy tài liệu. Để dừng việc chống sao chép tài liệu này, chúng ta mở file đã thiết lập bảo vệ ra. Sau đó vào thẻ Review. Trong nhóm Protect, click vào nút Retrieve Editing. Sau đó click vào nút Stop Protection. Và chúng ta nhập lại mật khẩu đã thiết lập ở chế độ Retrieve Editing. Sau đó click OK. Như vậy, file này đã bỏ chế độ bảo vệ chống copy và chúng ta có thể thực hiện thao tác sao chép chỉnh sửa bình thường.